Kiềm đỡ khang được chứng minh lâm sàng có hiệu quả hỗ trợ tan sỏi mật, sỏi gan, giảm đau viêm đầy trướng, ngăn sỏi tái phát. Trường Giang, Trấn Thành vốn được biết tới là hai cái tên có sức ảnh hưởng của showbiz Việt. Xuất hiện trước công chúng, cả hai luôn chú trọng khoản ngoại hình để làm sao chỉnh chu nhất trong mắt khán giả. Thế nhưng, mới đây cộng đồng mạng đang lan truyền những hình ảnh khác thường của hai nam danh hài. Người thì phát tướng, sầu tóc lồm xồm, người thì da rẻ đen nhẻm, phải nói là không còn nhận ra hai nam danh hài nữa. Liệu chuyện gì đang xảy ra? Tôi không còn biết mùa nào mà tôi thấy tôi được mùa lắm. Đứa nào đứa nấy, trời ơi, cái nào ra cái nấy, trời ơi. Con đĩa. Ừ. Đủ trời ơi. Rồi. Quá trời, tại sao không biết tại sao qua cái mùa là tôi mập dữ vậy ta? Có bộ mau mập lắm. Hả? Có bạn gái ăn kim chi hoài mập. Chào mừng các bạn đang đến với tin tức 360 của Gia đình Việt. Có thể nói, những hình ảnh biến dạng của Trấn Thành và Trường Giang đang được lan truyền khắp cõi mạng đã khiến cư dân mạng ngỡ ngàng, ngơ ngác, ngay cả fan ruột cũng hốt hoảng. Trong giai đoạn giãn cách xã hội, Trường Giang, Trấn Thành nói riêng và nhiều nghệ sĩ nói chung đều ở nhà tránh dịch, chẳng còn chăm chỉ trau chuốt như trước. Hai nam danh hài đình đám lộ rõ vẻ ngoài phát tướng. Cụ thể trên trang cá nhân, bà xã Trấn Thành thường xuyên đăng tải hình ảnh của chồng cũng như cập nhật cuộc sống đời thường. Mới đây nhất, Haji Kun chia sẻ loạt khoảnh khắc Trấn Thành vui vẻ ca hát, nhảy múa trong nhà. Bên cạnh nét duyên dáng, hài hước vốn có, ngoại hình của nam danh hài cũng gây chú ý. Anh để tóc dài buộc lên thành chòm, râu ria lồm xồm. Vóc dáng của nam MC cũng được nhận xét là tăng cân thấy rõ trong những ngày nghỉ dịch. Hẳn là vì ở nhà nên Trấn Thành có phần khó kiểm soát việc ăn uống. Trước đó, trong những đoạn clip TikTok Trấn Thành đăng tải, anh cũng để lộ hình ảnh thiếu gọn gàng. Dân tình đùa rằng Trấn Thành ở nhà cũng lười như bao người nên không cắt tóc, cạo râu. Chắc hẳn đây cũng là dịp hiếm hoi được nghỉ ngơi của nam MC nổi tiếng nên anh lựa chọn sống buông thả một chút. Thế nên, ngoại hình đã trở nên xuề xòa và tuột dốc không phanh. Nhận được nhiều bình luận từ phía khán giả chê ngoại hình của Trấn Thành hai lúa, bà xã Haji Won của anh cũng bức xúc đáp trả và đưa ra lý do cực hợp lý. Thời điểm này thà hai lúa còn ok hơn là ra ngoài bị Covid, có anh thợ tóc quen, nhưng mình cũng phải biết tình hình bây giờ là gì nên không nhờ cắt, và hiện tại phải chịu thôi. Đa số khán giả đều cho rằng câu trả lời của bà xã Trấn Thành vừa hợp lý lại vừa khéo léo, khiến khán giả đều gật gù đồng tình. Như vậy, hóa ra lý do ngoại hình nam MC quốc dân biến dạng thì cũng là do ở nhà quá nhiều ngày thôi. Chẳng riêng gì Trấn Thành, Trường Giang cũng đang tranh top đầu trong danh sách những nam nghệ sĩ phát tướng mùa dịch. Mới đây trên trang cá nhân, anh đăng tải hình ảnh của bản thân đang chuẩn bị hình online cho chương trình Nhanh Như Chớp. Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất chính là ngoại hình của nam danh hài. Trong ảnh, Trường Giang xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ. Cụ thể là thân hình phát tướng, gương mặt tròn trịa và mũm mĩm hơn rất nhiều. Không những vậy, mái tóc của nam danh hài cũng dài ra và làn da đen sạm lại. Được biết trong những ngày nghỉ dịch, Trường Giang đã lựa chọn về quê nghỉ ngơi, song vợ và con anh vẫn còn ở lại thành phố. Anh tất bật với công việc phụ hồ, làm đồng áng và chổ tài nấu nướng. Nam danh hài không ngại dầm mưa dãi nắng, có thể cũng chính vì lý do đó mà làn da anh mới được nhuộm màu như vậy. Nhiều ý kiến khác lại cho rằng vì mười khó không được ở cùng vợ con rất nhiều ngày, thế nên chắc do vì nhớ vợ nên nam danh hài mới ăn nhiều để rồi tăng cân như vậy. Vì tình hình dịch bệnh mà cả hai phải ở cách xa nhau chắc hẳn rất khó khăn. Có thể thấy, dù đợt dịch này chưa qua đi nhưng khán giả dường như đã chẳng còn nhận ra hai nam danh hài đình đám ngày nào. Dân tình trêu đùa nghệ sĩ cũng giống như người thường, cứ ở nhà là vợ xài như phá. Ngay cả Trường Giang dù sống xa bà xã nhưng Nhã Phương vẫn liên tục bị réo tên trong danh sách cô vợ xài hao mùa dịch. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ đăng ký kênh để cùng cập nhật những tin tức mới nhất nhé!